Bây giờ mình sẽ đưa mọi người vào tham quan sân golf ở tại Xuân Hòa Sơn. À, đây là mọi người có thể là chơi golf nha mọi người. Rồi cái này chơi để chơi golf thì chơi kiểu gì đây nhỉ? Gôn này là mình chơi làm sao chị? À chơi gậy, à chơi gậy chơi bóng. Rồi cái nói chung là cũng chưa biết chơi gôn bao giờ. Còn gậy với lại bóng ở đây mình thuê là bao nhiêu chị? 100.000 một gậy. 100.000 một gậy. Bóng ít nhất là 50 bóng thì 60.000 ạ. À 50 bóng là 60.000. À 100.000 một gậy với lại bóng thì 50 cái 100.000 nó thoải mái mà chơi. À. Ôi chạy ra kia vài vòng nó đẹp chưa? Con hai. Rồi à ôi nắng thế này thì đi sao đi nổi. Đây là sân golf ở tại khu du lịch Xuân Hòa Sơn. Xuân Hòa Sơn. Xuống nhà, sân này đi. À sân này ở cà phê mà. Chạy đi. Mưa hoài túi đất rồi kìa. Alo mấy đứa giờ chạy ra tiếng ở kia lát nữa quay lại thì 200 mét kìa. Đây là mình sẽ đi quay xem ở đây có những cái gì đây các bạn. Có những cái giỏ lưới mình không biết là cái thể lệ để mà chơi golf này sẽ như thế nào. Đây có thể là cái một cái giỏ để đựng lưới nha, đựng bóng rồi đựng đựng bóng gì chẳng hạn đó các bạn. Cả cũng không biết lắm. Rồi đây sẽ là những cái cọc ghi 50m, 100, 125 và 150, 200m nha các bạn. Mà không biết là luật chơi nó sẽ như thế nào. Không biết là dưới cái ngáy cọc đấy nó có cái gì không. Đây là một cái ống cống thoát nước. Và cọc này thì cọc 50m này nó sẽ có cái gì không ta? À không có cái gì nhá mọi người. Chỉ là cắm một cái cọc 50m. Nếu như có hay là có thể là luật chơi golf này là cầm cái gậy đánh bóng và đánh càng xa là càng nhiều điểm hay sao các bạn. Chứ thường thường như mình thấy chơi golf là nó có cái lố các bạn. Đánh từ xa rồi trái bóng golf sẽ được rơi vào lố và sẽ được tính điểm. Ở đây không thấy cái lố nào nên là mình không biết là cái thể lệ để chơi golf nó như thế nào. Sao khóc rồi con? Ôi, một người khóc nghe thôi. Ở đây là cọc 100m. Mình sẽ tới xem sao. Cũng như là cọc 50m thôi mọi người. À, không có cái lỗ nào để trái bóng gôn rơi xuống cả. Và đây là những cái trái bóng gôn mọi người đã đánh ra đây. Đó. Đây là những trái bóng gôn. À, khá là cứng, không có hơi nhá, bóng đặc nha mọi người. Giống tưởng tượng như là một trái bia vậy á. Rất là nhiều trái bóng gôn mọi người đánh bay ra tới đây. Nhưng mà chỉ nằm ở trên những cái sân cỏ nhé, chứ không có cái lỗ nào để rơi xuống cả. À, ở đây sẽ có những cái ô vòng tròn như thế này các bạn. Đây, mình đã hiểu rồi các bạn.
Tức là mình sẽ ở trong khu vực đánh gô trong kia và căn vào những cái bảng được chỉ dẫn là bao nhiêu mét đây, và nó sẽ có một cái đường vanh bên ngoài đây mọi người. Đó, sẽ có một cái đường vanh bên ngoài đây như thế này đó, đằng sau những cái ô, đằng sau những cái ô cắm bảng và trái bóng, nếu mà các bạn đánh rơi vào trong những cái ô như thế này thì sẽ được là tính điểm nhá. Và bay ra trái bóng bánh trái banh á, mà bay ở bên ngoài vạch này là sẽ không được tính điểm hay sao đó mọi người, có thể là như vậy. Tại vì đằng sau những cái ô cắm biển này sẽ có những cái đường, một đường vanh tròn như thế này đó. Giờ mình đã hiểu rồi mọi người nhé, đây chính là cái chỗ mà được tính điểm ở trong cái khu vực sân golf. Đó, còn đây là khu vực 150 mét. Khu vực này 150 mét để mà đánh một trái gôn thì bay tới đây cũng là khá là giỏi rồi. Khá là khỏe lắm thì mới đánh được, mà trong khi ít ai mà có thể là đánh được cái trái bánh gôn mà trúng cái vị trí như là ở trung tâm chiếc cờ vàng này mọi người. Đó. Đây là một chiếc cờ vàng nhé. À, ở đây sẽ có một cái lỗ các bạn. Đó, nếu mà đây đây con. Đó, nếu mà đánh mà rớt xuống trong này nữa là chắc là sẽ có một cái giải độc đắc nữa đó các bạn nhé. Đây. Thì ra thể lệ chơi gôn là vậy nhé mọi người. Nhìn trong cái kè Đó, ở đầy đây sẽ thú vị có một luôn. cái đó, cái lỗ này, nếu mà các bạn đánh mà rớt xuống trái banh rớt xuống đây được thì sẽ có một cái giải thưởng ở tại khu resort luôn mọi người. Cô đi Ở đây có con cóc nè. có cái tóc thật Trời ơi, cái kêu luôn. Đang nói con cóc mà kêu luôn. Nó đây cũng có một cái vanh bên ngoài như thế này. Vanh tròn bên ngoài như thế này nhá. Đó. Và ai mà đánh bi vào được trong cái vanh này đó là xuất sắc, và ai có thể là đánh được viên bi rớt xuống trong cái khu vực đây thì quá là một cái, sẽ có một cái giải jackpot luôn đó mọi người. Này, không nghịch rồi con. Con cóc đấy, con cóc không được nghịch. Và đây là khu vực 200 mét. Mình sẽ đi tới khu vực 200 mét để xem cho mọi người xem luôn. Khu vực 200 mét. Khá là xa, 200 mét là rất là xa nha mọi người. Và trong khi ở đây thì không có cái vòng khoanh tròn nhá. Nếu mà ai chỉ cần đánh được 200 mét là giỏi rồi, chứ không cần phải rớt vào cái vạch khoanh tròn này như là những cái vòng bên dưới kia. Đó. Có thể là đánh tới 200 mét là đã là rất giỏi rồi mọi người. Rất xa nhá. Đó, từ khoảng cách lúc mình bắt đầu bước vào sân golf là sẽ có những cái điểm để mình đứng để mà cầm cái gậy mình đánh quả bóng gôn vào, bay vào những cái vị trí mà cắm mốc ở đây nhá. Rất là xa, đây là khoảng cách 200 mét. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở ngược ra và đi quay cho mọi người xem thêm một số khung cảnh rất đẹp ở trong các khu vực khu du lịch Hoa Hòa Sơn. Chiếc cờ màu vàng dành cho một cái giải jackpot. Ở đây sẽ có những cái quang cảnh rừng thông. Đây là những cái rừng thông giống như là quang cảnh rừng thông ở Đà Lạt nha mọi người. Đó. Rừng thông và rừng tràm. Đây sẽ là khu vực để những cái gôn thủ đứng tranh tranh giải nhá. Đó. Đi thôi con. Đi.
Tao đi chơi mà, không xem điện thoại đâu, đi đi thôi. Còn nhiều chỗ đẹp lắm. Đi thôi, đi ở xuống bên dưới kia.